Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh chị đã tin tưởng và ủng hộ cái kênh YouTube này. Và những cái sản phẩm em lên anh chị còn món nào anh sẽ chụp, chị chụp gửi về cái Zalo 0913 330469 nha chị. Và cái số điện thoại của Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm vẫn là 0913 330469. Và Zalo với là số điện thoại là cũng là một số nha anh chị. Và những sản phẩm em đã lên nha chị, anh chị là thích mọi mã, thích món nào và anh chị sẽ chụp gửi qua bên em, rồi em sẽ báo giá và mã sản phẩm. Còn anh chị, những anh chị mà không xài Zalo Facebook là anh chị cứ điện trực tiếp qua cái số này nha anh chị. Rồi em sẽ gửi thông tin nha anh chị. Rồi em sẽ lên một cái dĩa ngũ sắc nha anh chị. Cái dĩa này là đường kính là 31.5 31.5 nha anh chị. Cái này là có truyền nha anh chị. Cái dĩa này có truyền rất là đẹp luôn nha anh chị. Cái này là sơn thủy và cái này là phong cảnh rất là đẹp. Viền là viền vàng nha chị, viền vàng như thế này nha. Rồi cái này em bán cho anh chị một cái dĩa này chị, dĩa sách này. Rồi cái này anh chị nó có một cái này vừa vẽ hoa. Rồi này em bán cho anh chị với giá là 1.250.000. 1.250.000 cái dĩa này nha anh chị. Anh chị chốt em mã X56 nha chị, X56 1.250.000 X56. Rồi em sẽ lên một cái tô nha anh chị. Cái tô này là dạng như là nó lại một cái dạng như nó là sâu lòng nên nó là cạn lòng nha anh chị, màu vàng như thế này. Cái này là có truyện đầy đủ nha anh chị. Có truyện đầy đủ luôn. Rồi cái này là tô này là đường nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị, đậy nắp như thế này. Cái này là đường kính là 18.5 nha chị và cao của này là 7.5 nha chị. Cao của này là 5. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 190.000. Anh chị chốt em mã X57 nha chị, X57 190.000 nha chị, X57 nha. Tô này rất đẹp. Cái này em có số lượng là 3-4 chiếc nha chị, 4 chiếc nha. 190.000. Rồi em lên một cái dĩa này anh chị. Cái dĩa này anh chị có thể là dầm trà cũng chừng anh chị. Anh chị có để đựng bộ trà. Cái dĩa này dĩa ngũ sắc. Đường kính là 28 nha chị. Và cao của này là 4 nha chị. Cao này là 4. Cao là 4 nha chị. Cao là 4. Rồi cái này là có truyền nha chị. Em bán cho anh chị với giá là 450.000. Ở đường kính là 28 chị. Anh chị đựng bộ dầm trà. Anh chị làm cái dầm trà cũng được nha chị. 450.000 một chiếc này. Anh chị chốt cho em mã X58. Rồi em lên một cái dĩa cũng là dòng ngũ sắc nha anh chị, mà cái dòng này dòng rất là VIP luôn. Rồi đường kính là cũng là 28 anh chị, cao của này là 4, cao này là 4 nha. Rồi cái này em bán cho anh chị cũng là 470.000. 470.000 anh chị chốt cho em mã X59. 470 nha anh chị, X59 nha. Rồi em lên một cái dĩa dạng như là tô rẹt nha anh chị, dĩa sâu lòng nha anh chị. Đường kính là 24 và cao của này là 5 nha chị. Rồi cái này em bán cho anh chị là 350.000 anh chị, chốt em mã X60. X60 nha chị, 350.000 X60. Và em sẽ lên ly nha chị. Ly này là dòng Kutani nha chị, dòng Kutani. Đấy, bộ này nha chị, về Kutani nha chị. Cái này là vẽ vàng, dòng cốt là cốt nặng nha chị, cốt nặng nha. Cốt nặng. Rồi. Rồi bộ này em có 5 chiếc nha chị, 5 chiếc như thế này nha. 5 chiếc. Cái này là truyện xưa nha chị. Và đường kính là miệng ly là 6.5. Và cao của này là 7 nha anh chị. Rồi bộ này bán cho anh chị với giá là, rồi hai bộ này anh chị, bộ này bán cho anh chị với giá là 240.000 bộ này nha anh chị. Cái này là trúc. Trúc này là dòng men rạng nha anh chị. Nó này không phải là dòng này là dòng xưa mà để thời gian lâu là nó càng ngày càng rạng nha anh chị.
Đó, cái này là có đóng truyện nha anh chị, truyện vuông và thư pháp, và cái này là rồi 240. Rồi 240k anh chị chốt giùm em mã X61. Rồi tiếp em sẽ lên một bộ nha anh chị. Bộ này là bộ hoa ở ly hoa mẫu đơn nha chị, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa cúc. Bộ này nha chị, bộ này cũng là ly nha chị. Ly này là ly hoa đào nha chị. Cái này là ly này có truyện, ly này em có 3 chiếc nha chị, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 nha chị, 6 chiếc. Trong có đóng nhiều nhiều anh, 7 chiếc và 8 chiếc nha chị. Cái này bộ này em có 8 chiếc nha. Anh này 8 chiếc. Rồi cái này là đường kính là 7 nha anh chị, và cao của này là 6 nha anh chị, đường kính 7 và cao 6. Rồi bộ này, bộ này 8 chiếc nha anh chị. Rồi em bán cho anh chị bộ này với giá là 250k bộ này nha anh chị. Đấy bộ này 250k bộ này nha anh chị, 250k bộ này. Bộ này gồm có 8 chiếc nha chị, rất là đẹp luôn nha anh chị, 250k. Anh chị chốt cho em mã X62. X62 nha chị, 250k X62. Rồi bộ này là bộ ly mộc nha chị, bộ ly mộc sọc nha anh chị. Đấy, bộ này cũng cái dòng này là dòng mộc chị. Cái này là hai da nha chị, ở trong này vẫn là sọc nha chị, và ở ngoài vẫn là sọc luôn. Bộ này em có 5 chiếc nha chị, ly cao nha. Bộ này em có 5 chiếc anh chị đấy. Rồi đường kính miệng ly là 6 nha chị, và cao của này là 8. Cái dòng này anh chị uống nước nóng, anh chị uống nước nóng, cái này là anh chị cầm hai, cái này nó có hai da nha, cái này cầm không bao giờ nóng tay nha anh chị. Đó là dòng mộc nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 200k bộ này nha anh chị, 200k. Hả? 200k anh chị chốt cho em mã X60. Còn ly nữa. Đây là cái thứ là nghe mail chụp nó trước. Mới X63. X63 nha anh chị, X63. Rồi cái ly này anh chị, em sẽ lên cái ly này là dòng. Dòng sứ xương nha anh chị, ly này là dòng sứ xương. Ly này em có là 4 chung nha anh chị, em có 4 ly nha. Để coi. Không biết, không có đó, không nhớ rồi. Rồi cái này em có 4 chung nha anh chị, 4 chung này. Đường kính là 8.5 nha chị. Rồi cái này em bán 4 chiếc này với giá là 100k nha chị, 100k. Anh chị chốt cho em mã X63, 4 chiếc này ở X64 nha chị. 100k gồm có 4 chiếc như thế này nha chị. Cái này là sứ xương nha chị, rất là mỏng luôn nha. 100k. Rồi em lên một cái bộ này. Nó là cái bộ này với cái ly này khác hả? Dĩa lúc nãy, dĩa lúc nãy. Rồi em lên một cái bộ tô nha chị đấy. Một cái bộ. Rồi một cái dĩa chị, một cái dĩa này là đường kính 30 và cái này là đường kính là 24 nha chị đấy. Anh chị mà có sưu tầm được một bộ dĩa này là rất là ok nha chị đấy. Anh chị truyền rất là đẹp nha chị, truyền rất là đẹp luôn. Rồi một cái bộ tô nha anh chị, cái này là cái tô nha chị, và cái này là cái dĩa nha anh chị, được giống nhau luôn, sơn tội cái này là núi giống nhau nha anh chị.
Rồi cái này là đường kính là 24 nha anh chị. Cái tô này đường kính 24 và cao của này là 6.5. Rồi cái này là được, còn cái dĩa đường kính là 30. Và cao của này là 4 nha anh chị. Rồi bộ này em sẽ bán cho anh chị với giá là một cặp nè anh chị, 2.800.000. Anh chị chốt em mã X65. Anh chị biết sao siêu tầm rất là khó anh chị, khó, rất là khó có cái bộ này nha anh chị, mà em được một bộ em rất là mừng luôn. Đấy, rất là đẹp nha anh chị, 2.800.000 X65 nha anh chị, X65 2.8. Bộ này quá tốn luôn. Là mấy tiền xin. Rồi em lên cái này. Rồi em lên cái bộ cái dĩa này nha anh chị. Dĩa này là cái dĩa xưa nha anh chị, dòng xưa. Mà cái này là không có chuyện nha anh chị, dòng hoa đào nổ nha anh chị, hoa đào nổ như thế này. Đường kính là 16 nha anh chị, vừa 15.5. Và cao của này là 3 nha chị. Rồi mỗi cái này bán cho anh chị với giá là 100k. Anh chị chốt em mã X66. Học dưới, học dưới. 100k nha chị, X66. Rồi em lên bộ cái này chị, bộ này là cái bộ ở ngoài là viền tam thái nha chị, và cái này là trong này là nó là cái một cái quả lựu nha chị, quả lựu. Rồi bộ này em có 3 chiếc nha chị, 3 chiếc như thế này nha. Đường kính là 22. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là mỗi chiếc 100k, 3 chiếc này 300k. Anh chị chốt em mã X67 nha chị, 300k. X67 nha chị, 300k là 3 chiếc nha chị, X67. Rồi em lên một tiếp cái này. Rồi cái này anh chị, cái này anh chị mua hai cái này là giống nhau anh chị. Cái này là anh chị để trên bàn cúng đựng trái cây nha chị, do cái này là thành phần đế cao anh chị, đế cao nha. Đó, để như thế này, cái này là có truyền nha chị. Đấy, em có hai chiếc giống nhau luôn nha chị. Cái này là đường kính, là đường kính dĩa là 26 và cao của này là 6 nha chị, cao này là 6. Đó, cái này là rất là đẹp luôn nha chị, bộ này. Rồi một cái này nha chị, một cái này em bán cho anh chị với giá là 1.100.000. Một chiếc này là 1.100.000 nha chị, 1.100.000. Anh chị chốt em mã X68, 1.100.000 một chiếc nha anh chị. Đó, cái này em có hai chiếc, em sẽ ưu tiên cho anh chị lấy hai chiếc luôn nha anh chị, ưu tiên cho anh chị lấy hai chiếc như thế này luôn nha, chốt hai chiếc. Rồi em sẽ lên một cái ly nha chị, ly này dòng ly xưa nha chị, ly xưa. Mà tiếp một cái là cái này là anh chị ly xưa nha, mà một cái này bị một cái tóc chỗ này nha chị, ly này tóc một cái viền nha chị, mở dưới anh, mở dưới, bỏ vô, bỏ dưới đừng bỏ trên nữa. Họ tắt một chỗ này nha chị. Đấy, đường kính ly là 6.5 và cao của ly là 6 nha chị, 7 nha chị, cao ly là 7. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là 80k nha chị, 80k. Dòng này là dòng ly xưa nha chị, 80k. Anh chị chốt em mã X69. X69 nha chị, X69. Rồi em lên một cái ấm trà nha chị, ấm trà. Ấm này là dung nước khoảng chừng là 300ml nha chị, 300ml nước nha chị, 300ml. Và cái này là cái bình nè anh chị. Đây là ấm này là có trị nha chị, quay siêu như thế này, hoa nổi như thế này anh chị. Này cũng chưa qua sử dụng mà điều nó bẩn nha chị, không sao hết nha. Cái này bán cho anh chị một ấm này với giá là 180k. Anh chị chốt giùm em mã X70 nha chị, X70 nha. 180k, X70. Rồi em lên hai cái ly nha chị, hai cái này là hai cái chung ngũ sắc nha anh chị. Cái này là truyện ký đầy đủ nha chị, truyện ký đầy đủ. Đường kính ly là 8 và cao của ly là 6 nha chị. Rồi cặp này bán cho anh chị 100k cặp này. Anh chị chốt em mã X71 nha chị, X71 100k, X71. Rồi em lên một cái gạt, cái này là anh chị anh về là cắm hoa anh chị. À, hay là anh chị thích gạt tàn thuốc cũng được nha chị. Anh chị rất là nó nung rất là nhiều tác dụng. Đường kính là 22.5 và cao của này là 7 nha anh chị. À, cái này em bán cho anh chị 150k. Một chiếc này nha anh, 150k. Anh chị chốt em mã X72. X72 nha chị, X72 150k, viền rất là đẹp luôn.
Rồi cái này em có 4 cây chung nha chị, 4 cây chung đỏ đất nung nha chị, đỏ đất nung. Rồi, đó, 4 chiếc này nha chị, 4 chiếc này. Rồi 4 chiếc này là 140k nha chị, 140k 4 chiếc này. Anh chị chốt em mã X72. 140k nha chị, X72. X73. Ờ đúng, X7 lỗi X73. X73 nha chị, 4 chung là 140k X73. Rồi em lên 3 cái dĩa xanh coban nha chị, 3 cái dĩa xanh coban. Rồi ba cái này em bán cho anh chị với giá là, cái này là đường kính là 12 nha anh chị. Cái này là ba cái dĩa này là viền vàng nha chị, viền vàng như thế này. Rồi, em bán cho anh chị 100k. Anh chị chốt em mã X74. X74 nha anh chị, ba chiếc 100k nha chị, X74. Rồi em sẽ lên một cái bộ tô nha anh chị, một cái bộ tô và một cái này là một cái tô nha anh chị, đấy tô. Và cái này là một cái dĩa sâu lồng nha anh chị, làm cái tô lỡ, cái tô mà trẹt anh chị, cái tô trẹt. Đường kính là 29.5 nha anh chị. Đường kính là 29.5 và cao của này là 5. Cái này là có truyện đỏ nha anh chị. Rồi cái này là đường kính là 23.5 và cao của này là 6 nha anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là 2.200.000. Anh chị chốt cho em X75 nha chị, X75. 2.200.000 X75. Rồi em lên ba cái dĩa nha chị, ba cái dĩa ngũ sắc nha chị, ngũ sắc vàng. Rất là đẹp luôn nha chị nhỏ. Cái này là đường kính là 10 nha chị, đường kính là 10. Rồi ba cái này em bán cho anh chị với giá là ba chiếc nha chị, ba chiếc nhỏ nhỏ dễ thương luôn. Rồi 100k. 100k ba chiếc như thế này nha chị, anh chị chốt cho em mã X76 nha chị, X76 nha, ba chiếc 100k nha chị, rất là đẹp luôn. X76. Rồi em lên cái này anh chị, bộ này là bộ chung rượu nha anh chị, chung rượu mà anh chị có thể uống trà cũng được nha anh chị. Do hàng Nhật là những cái ly nó tầm là ví dụ ly uống rượu của họ là giống như gần cái ly uống nước trà của mình anh chị. Rồi bộ này em có 5 chiếc nha anh chị. Đường kính ly là 5.5 và cao của ly là 4.5 nha. Rồi bộ này em bán cho anh chị là 150k bộ này nha anh chị. Rồi 150k anh chị chốt em mã X77 nha chị, X77. Hả? 150k gồm có 5 chung nha chị, gồm có 5 chung. Là mỗi chung chỉ có 30k anh chị, mỗi chung chỉ có 30k nha chị. Dòng này là dòng cutani nha chị, dòng cutani. Rồi em lên cái tô nha chị. Tô này là đường kính là 19 nha chị và cao của này là 6. 150k. Đó, cái tô này tô mọc trắng men nha chị. Đấy, to như thế này. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 80k. Anh chị chốt em mã X78. 80k nha chị, X78 bỏ cho người đây luôn. Bỏ hết luôn rồi. À thì còn cái gì ạ? Cái lái tô luôn. X78 80k. Rồi cái lái rồi. Rồi em đoan cái này anh chị, cái này là cái tô luôn nha anh chị, đường kính là 18.5 và cao của này là 5 nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị 60k, anh chị chốt em mã X79. 60k nha chị, X79 nha. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.